Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Nhật Vượng từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đổi vị trí thành Tổng Giám đốc của VinFast. Ngày 6 tháng 1, AFA Tiếng Việt loan tin VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vượng làm Giám đốc điều hành phụ trách sản xuất và bán hàng toàn cầu. Theo đó, hãng xe điện VinFast hôm 6 tháng 1 thông báo bổ nhiệm ông Phạm Nhật Vượng từ vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast sang vai trò Tổng Giám đốc điều hành cho hãng này, thay thế bà Lê Thị Thu Thủy, người sẽ chuyển vị trí từ Tổng Giám đốc sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast. Bà Nguyễn Thị Lan Anh được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính, thay thế cho ông David Mansfield, người đã giữ vị trí này từ năm 2022. Hình ảnh bản tin trên AFA. AFA cho hay, việc bổ nhiệm người đứng đầu tập đoàn Vingroup, công ty mẹ của VinFast, làm CEO cho hãng xe điện non trẻ vào thời điểm này được VinFast xác định là thích hợp khi hãng đã thành công thâm nhập thị trường Bắc Mỹ và niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ từ giữa tháng 8 năm 2023. AFA dẫn thông báo của VinFast cho biết, trên cương vị Tổng Giám đốc VinFast, ông Phạm Nhật Vượng sẽ trực tiếp quản lý các hoạt động vận hành, bao gồm sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Không rõ điều gì đã khiến cho Vin và ông Phạm Nhật Vượng đưa ra những quyết định kỳ lạ này, nhưng rõ ràng điều này cho thấy sự bất ổn trong hoạt động của VinFast. Bởi trên cương vị là ông chủ của tập đoàn Vingroup và hãng xe VinFast, hẳn là ông Phạm Nhật Vượng bận rất nhiều công việc, khó có thể đủ thời gian và sức lực để làm những việc cụ thể như trực tiếp quản lý hoạt động vận hành sản xuất toàn cầu, bán hàng và chiến lược thị trường. Ông Phạm Nhật Vượng từ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị chuyển sang vị trí Tổng Giám đốc điều hành VinFast. Thông thường, các ông chủ chỉ là người đưa ra chiến lược phát triển chung, rồi sẽ thuê những người giỏi chuyên môn để quản lý từng bộ phận, từng công việc cụ thể. Việc một ông chủ phải xắn tay áo để lao vào công việc cụ thể thì chỉ có thể lý giải theo một số hướng. Thí dụ như, ông chủ không còn tin vào người quản lý của mình và buộc phải tự mình quán xuyến mọi việc. Hoặc tình hình đang dần đi đến bế tắc, ông chủ muốn tự rút dần vai trò của mình từ vị trí cao nhất xuống dần các cấp thấp hơn, rồi lặng lẽ đánh bài chuồn. Hiện nay, dư luận đánh giá VinFast đang rơi vào thế bế tắc, bởi ô tô sản xuất ra không bán được mà còn phải chịu rất nhiều tai tiếng, bởi các khoản nợ này ngày một tăng và điểm hòa vốn thì còn quá xa vời, bởi giá cổ phiếu trên thị trường Mỹ thì không giúp được cho hãng huy động vốn như mong đợi. Và không riêng gì VinFast, cả tập đoàn Vingroup đều đang gặp khó khăn khi bất động sản đóng băng quá lâu và chưa có tín hiệu phục hồi, khả năng huy động vốn rất thấp. Chưa kể đến, họ còn bị khách hàng phản đối, kiện tụng khắp nơi. Mẫu xe VF8 của VinFast xuất sang Mỹ bị bóc phốt về nhiều vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, Vingroup nói chung và VinFast nói riêng đều luôn áp dụng phép thắng lợi tinh thần theo khuôn mẫu cộng sản. Dù trong hoàn cảnh nào, dù đã đến giai đoạn hấp hối, thì họ cũng đều tung hô là thành công, là hoàn hảo, và mọi việc đang phát triển tốt, đúng hướng. Dù nói xuôi hay nói ngược thì họ đều là những thiên tài. Theo AFA, VinFast thành lập vào năm 2017 để sản xuất xe hơi, nhưng đến năm 2021 thì đã chuyển toàn bộ sang sản xuất xe điện. AFA cũng cho biết VinFast bắt đầu xuất khẩu xe điện sang thị trường Bắc Mỹ vào cuối năm 2022. Hồi tháng 8 năm 2023, VinFast đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất pin và lắp ráp xe điện tại bang North Carolina, Mỹ, với số tiền đầu tư khoảng 4 tỷ đô la. Hồi tháng 10, VinFast đã công bố kế hoạch thiết lập các nhà máy lắp ráp xe điện tại Ấn Độ và Indonesia với công suất lên tới 50.000 chiếc một năm và vốn đầu tư bước đầu lên tới 200 triệu đô la. Hãng cho biết việc sản xuất xe sẽ được bắt đầu từ năm 2026. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá tất cả những hoạt động này của VinFast đều chỉ là đòn gió nhằm bơm thổi tên tuổi của họ, nhằm mục đích thật là lùa gà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Phạm Nhật Vượng từ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đổi vị trí thành Tổng Giám đốc của VinFast. Thủ tướng yêu cầu giảm chi ngân sách, nhiệm vụ bất khả thi. Ngày 4 tháng 1 năm 2024, VOA tiếng Việt loan tin, Thủ tướng Việt Nam yêu cầu giảm chi ngân sách, bộ chi năm 2024 dự kiến khoảng 400.000 tỷ đồng. Theo đó, Thủ tướng Việt Nam ra chỉ thị hôm 4 tháng 1 về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước
nhấn mạnh cần tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm so với dự toán được giao. Trước đó, Bộ Tài chính công bố bản dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 với mức thâm hụt có thể lên đến hơn 400.000 tỷ đồng. VOA cho biết bản chỉ thị được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam viết rằng Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố, các địa phương phải nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các luật về ngân sách và tiết kiệm, chống lãng phí. Theo VOA, một ưu tiên cao được Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh trong bản chỉ thị là các cơ quan nhà nước và các địa phương phải đẩy mạnh cơ cấu lại, chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, chi trả nợ tổng chi ngân sách nhà nước và giảm bội chi ngân sách nhà nước. Hình ảnh bản tin trên VOA. Ngoài ra, VOA cho hay, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, các địa phương chủ động cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, mà cụ thể là trong năm 2024, nhắm đến cắt giảm tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm về chi thường xuyên so với dự toán được giao để tăng đầu tư cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục, biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Vẫn theo VOA, chỉ thị này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước, trong đó nêu ra con số tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là gần 1.701.000 tỷ đồng, bao gồm thu nội địa là chính, dự kiến đạt hơn 1.400.000 tỷ đồng từ dầu thô, xuất nhập khẩu và từ nhận viện trợ. Ngân sách dự kiến bị thâm hụt gần 420.000 tỷ đồng, vì tổng chi ngân sách sẽ khoảng gần 2.120.000 tỷ đồng. Trong đó, phần nhiều nhất là chi thường xuyên. Các khoản chi lớn khác được dự tính cho năm là chi đầu tư phát triển, trả lãi cho các khoản nợ, chi cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội. VOA cho biết thêm, mức thâm hụt ngân sách được tính ra từ các con số về tổng thu và tổng chi, nêu trong bản dự toán của Bộ Tài chính có sự chênh lệch khoảng 19.000 tỷ đồng so với mức bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định trong nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2024. Hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Mức bội chi được Quốc hội thông qua hồi tháng 11 năm 2023 là hơn 399.000 tỷ đồng trong năm 2024, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước GDP, gồm bội chi ngân sách trung ương khoảng 3,4% GDP, phần còn lại là bội chi ngân sách địa phương. Mặc dù Thủ tướng yêu cầu giảm chi ngân sách, tuy nhiên đây có vẻ là nhiệm vụ bất khả thi. Bởi bên cạnh việc hô hào giảm chi, thì Thủ tướng và Chính phủ cũng đang hô hào tăng đầu tư công và tăng tín dụng để cứu vớt nền kinh tế đang trên đà tuột dốc. Hơn nữa, nếu giảm chi ngân sách, thì quan chức chính phủ biết lấy gì để bỏ túi. Ở Việt Nam, ai cũng biết quan chức đều sống nhờ lậu, chứ không ai sống nhờ lương, mà lậu có một phần lớn là bị rút ra từ ngân sách nhà nước. Bội chi ngân sách là cụm từ quen thuộc với người dân Việt Nam, đã từ vài chục năm qua, hầu như năm nào cụm từ này cũng được nhắc tới khiến người dân dần trở nên bàng quan. Tuy nhiên, trong tình hình suy thoái kinh tế ngày càng trầm trọng, số lao động mất việc ngày càng gia tăng, thì bội chi ngân sách có thể trở thành một trong những quả bom không hẹn giờ đối với số phận của đảng. Những quả bom khác có thể phát nổ trong năm 2024 hoặc trong những năm tới, có thể kể như một loạt đại gia bất động sản phá sản, khủng hoảng tài chính ngân hàng, nợ công, nợ xấu, khủng hoảng lương thực do biến đổi khí hậu, thất nghiệp tăng quá cao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Thủ tướng yêu cầu giảm chi ngân sách, nhiệm vụ bất khả thi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.